Thiên Nhiệt Đèo Vạc năm 2023 sẽ được dừng tại đây. Thay mặt ban tổ chức, xin được kính chúc quý vị đại biểu, quý du khách đã tổng văn và có những bức ảnh đẹp về loài hoa quyến rũ này. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đại biểu, quý du khách. Xin chào và hẹn gặp lại. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo sẽ lên chụp ảnh lưu niệm cùng với các em học sinh và các cặp đôi trình diễn trang phục của chương trình ngày hôm nay. Tiết mục cuối cùng là điệu ngô các bạn nhé. Đây là những cái mắc ngô mà vùng cao người Mông người ta trồng được các bạn. Ban tổ chức xin thông báo sau phần thi điệu ngô leo núi thì sẽ là phần trao giải các nội dung trong cái này bao nhiêu cân chứ? 15 cân anh ạ. 2023 là gì? Bên dưới là đá. Cho đá. Sao lại phải cho đá ở dưới? Sau khi được ý là đủ 15 cân. Nghĩa là cho thêm vào cho nó nặng thôi đúng không? Cho đủ 5 cân đúng không? Cân hết rồi, đều như nhau. Nặng thế. Đây là một số những cái gùi ngô của bạn này. Thường thường thì dân tộc Mông mọi người hay sử dụng những cái gùi như này để làm cái điệu các bạn. Và cái ngô này thì một lát nữa thì mọi người sẽ gùi lên cái núi các bạn nhé. Đây thì mọi người sẽ thi theo cặp các bạn. Đó. Đây là mỗi người một cặp này, đây là từng đôi một rồi các bạn. Ở đây thì là ngô các bạn. Đá đây là mọi người cho vào để cho nó nặng các bạn. Cho đủ 15 cân, đây là cứ 15 cân một cái gùi này. Đây là ngô chỉ là tượng trưng các bạn. Không đủ ngô thì có thể cho đá vào. Đây là đều cân hết các bạn nhé. Đây là cái bạch đích các bạn. Làm cái đích luôn, làm cái xuất phát luôn các bạn. Bắt đầu chạy các bạn. Đây là mọi người sẽ chạy theo đôi các bạn nhé. Đây là cái phần thi cuối cùng các bạn trong cái lễ hội hoa Mộng Miên của huyện Mèo Vạc. Quá nguy hiểm. Ở đây thì mọi người chạy khá là xa. Từ đây các bạn chạy vòng ra xã ủy ban kìa, xong vòng lên cái đường mình chỉ tay kìa, đó. Ta sẽ ra đây nhé các bạn nhé. Và cuối cùng là sẽ quay về đây là đích các bạn. Để chạy cho các bạn nhá. Đó. Rất là mệt các bạn. Ui giời. Không, xuống đường to đã. Xuống đường to nhá. Xuống đây thì mọi người phải cầm tay các bạn. Không để cống, không để ngô nó rơi ra ngoài. Rất là mệt đấy các bạn. Đây là khi nhảy chắc là chơi khi chỉ tàu. Không được rơi ngô các bạn nhé. Đó, rất là mệt các bạn. Muốn vỡ cả tim à. Khi về thì mọi người lại phải cân lại các bạn nhé, xem có đủ cái số lượng cân mà lúc đi không nhé. Nếu mà bị rơi thì sẽ bị trừ các bạn. Phải cân lại các bạn, không được để rơi. Đủ 15 cân thì thôi các bạn. Đó. Thật sự là cũng rất là vất đấy các bạn. Có mệt không em? Mệt không? Có được giải không? Không biết thôi, nhưng mà vừa nãy em về trước. À, về trước à? Nhưng mà bạn lứa là không đuổi kịp đâu đúng không? Thế vất nhỉ? Thế là bạn lứa bị tụt đằng sau à? Rất là mệt các bạn. Cái chiều dài là bao nhiêu mét? Chiều dài là bao nhiêu mét? Chắc không phải 300-400 mét đấy nhờ.
thấy khá là xa các bạn. Đó, gùi 15 cân. Đấy, còn lên dốc nữa các bạn, 15 cân ngô các bạn nhé. Nó có dốc xong mà anh cũng đi không được. Chân đi ngược. Là những bộ trang phục rất độc đáo của các dân tộc Giấy, Mông, Dao, Lô Lô. Những trang phục mà đây. Này chào em. Em có phải là người Mông không? Em đang ở đây à? Cảm nhận của em khi tham gia lễ hội em thấy thế nào? Rất là vui. Em là hôm nay thi trang phục à? Vâng ạ. Trang phục dân tộc Mông đúng không? Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 18 tuổi à? Nhà mình ở Mèo Vạc à? Nhà em ở Mèo Vạc à? Cảm ơn em nhá, chúc em nhiều sức khỏe, thành công hơn. Điểm ghi hình tiếp theo mình đang ghi hình đó là thủy điện sông Miện nhé các bạn nhé. Đây thì người dân tham gia cả cái hội đó là đua thuyền các bạn. Bên cạnh đó thì người dân đến vui chơi cổ vũ cho lễ hội khá là đông. Bên dưới đây thì mọi người đang chuẩn bị đua thuyền. Bên trên đây thì mọi người đang mặc áo phao các bạn. Phải mặc áo phao các bạn nhé thì mới xuống được xuống đua thuyền. Sông này thì nằm ngay cái trục đường cạnh với trục đường quốc lộ 4C các bạn, nối liền giữa Bảo Lâm, Bảo Lạc đi Mèo Vạc. Bạn có thể thấy là cái lượng người đổ ở đây khá là đông. Đây các bạn, đây là cái cây hoa gạo này các bạn này. Cây này thì nó lớn rất là nhanh vì nó là một cái loại cây thuộc họ kiểu là xốp xốp ấy các bạn. Đó. Lượng người lên đây cũng khá là đông này. Vâng, và hiện nay theo sự quan sát của ban tổ chức thì bè số 08 của xã nào vẫn chưa mặc áo phao, đề nghị các vận động viên chúng ta di chuyển lên bờ để mặc áo phao vào để đảm bảo an toàn. Ừ, bên này mà bên chỗ chúng mình cùng. Vâng, và tham gia trong hội đua bản. Lượng người đến đây khá đông các bạn. Của huyện Mèo Vạc năm 2023. Rất vinh dự. Đó, mình sẽ ghi lại một số cái hình ảnh về đua thuyền các bạn, đua mảng nhé, mẹ thuyền các bạn. Đây là bằng mảng, là mọi người thiết kế từ những cây tre, cây vầu các bạn nhé. Đó. Đây là sẽ có hai nữ và ba nam các bạn. Bây giờ sẽ bắt đầu bùa các bạn. Có thể thấy là cái lượng người mà dân đến đây xem khá là đông, mọi người có thể nhìn thấy. Đây là một cái xã nhỏ nhỏ của huyện Mèo Vạc. Đây các bạn nhìn thấy rằng người dân thì sống xung quanh cái diện sông này các bạn này. Canh tác ở đây chủ yếu là ngô các bạn, cây ngô. Ba, khả năng tốt tha để thấy nó hòa lên cái đồ đó phải còn mới với nó mới với. Rất nhiều bạn trẻ thấy mơ rất là xinh nha anh em. Các bạn có thể thấy là cái lượng người mà đến xem vẫn khá là đông các bạn. Đây là cây hoa gạo các bạn nhé. Vùng cao thì gọi là cây hoa mộng miên. Cái hoa thì rất là đẹp, nó nở từ đầu tháng 1 âm lịch, kết thúc của nó là tầm tháng 3, tháng 2. Tháng 2, tháng 3 thì nó sẽ rụng và cái lá nó sẽ mọc các bạn. Hoa nó mọc
trước rồi mới đến lá các bạn nhé. Hoa nó tàn thì lá nó mới bắt đầu lẩy. Đây là con sông Miện này các bạn, rất là trong xanh, lượng người khá là đông các bạn. Mình sẽ ghi lại một số những hình ảnh cuối cùng trong lễ hội hoa Mộng Miên của huyện Mèo Vạc các bạn. Một trong những cái lễ hội rất là đặc sắc. Bây giờ là hình ảnh cuối cùng các bạn. Bây giờ cũng là hơn 11 giờ rồi. Để mọi người bắt đầu là di chuyển đi về các bạn. Và kết thúc lễ hội. Mình sẽ ghi lại những hình ảnh cuối cùng. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người nhé. Để mình có nhiều video hay hơn và sẽ đi được nhiều cái lễ hội hơn để quay cho toàn thể các bạn cùng xem. Giờ thì một phần thì sẽ đây ra đây để ngồi ăn uống các bạn. Đây thì mọi người bán rất nhiều những cái mặt hàng tạp hóa, đồ ăn.